Nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ từ những hộ gia đình kết hợp giữa ở và kinh doanh đã được cảnh báo rất nhiều trong thời gian qua, do các hộ gia đình tận dụng tối đa không gian của căn nhà để sản xuất kinh doanh, khiến hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lực lượng chức năng đã tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ghi nhận tại huyện Kim Sơn. Thị trấn Phát Diệm hiện nay có khoảng trên 1.000 nhà ở dạng ống được hộ gia đình kết hợp vừa ở vừa sản xuất kinh doanh. Điều dễ nhận thấy là có hộ mặc dù diện tích nhỏ hẹp nhưng lại lắp đặt biển quảng cáo rất lớn, che chắn kín toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà, làm chuồng cọp, rào chắn toàn bộ tầng 2, tầng 3, còn tầng 1 là nơi buôn bán thì lại bày biện khá nhiều hàng hóa chắn hết cả lối đi. Trước thực trạng đó, công an thị trấn đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các hộ tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Đối với địa bàn thị trấn thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái tổ tự quản, tổ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, tại các phố, 8 phố, và duy trì và thường xuyên tập huấn, hướng dẫn về các công tác phòng cháy chữa cháy đối với các lực lượng nói trên, tuyên truyền trang bị những cái trang thiết bị ví dụ như là bình chữa cháy, chăn chiên và các cái vật dụng khác mà có thể khi cháy nổ xảy ra thì chúng ta sẽ sử dụng được ngay. Để đảm bảo an toàn, hàng năm Công an huyện Kim Sơn đã rà soát bổ sung xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức diễn tập, xử lý các tình huống cháy nổ cũng như đẩy mạnh các phong trào an toàn phòng cháy chữa cháy. Cụ thể như mở lối thoát nạn thứ hai, nhà tôi có bình chữa cháy, hướng dẫn người dân trang bị các thang dây thoát nạn để tự cứu mình nếu xảy ra sự cố cháy nổ. Vì vậy đến nay đã có nhiều khu dân cư được công nhận an toàn về phòng cháy. Công an huyện tổ chức rất là nhiều các cái hội nghị tuyên truyền, thì tuyên truyền về cái công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, và đồng thời là cũng hướng dẫn tải cái app báo cháy 114, bởi vì cái app báo cháy 114 cũng là cái ứng dụng công nghệ thông tin khoa học để khi mà có cái sự cố về cháy nổ cũng như cái giúp cho cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xử lý các sự cố cháy nổ là đảm bảo kịp thời nhất. Nhiều hộ gia đình với đặc thù đất chật, nhà hẹp nên việc tận dụng nơi ở là nơi sản xuất kinh doanh là điều khó tránh khỏi. Do vậy, Công an huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động 100% hộ gia đình ký cam kết sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, để phòng tránh cháy nổ, ý thức của mỗi người dân vẫn là quan trọng nhất. Quần áo là rất dễ cháy, nếu mà xảy ra cái gì nó cháy bùng nhanh lắm. Cho nên đường điện các thứ là rất là cẩn thận. Hàng năm họ vẫn mời tôi đi tập huấn để phòng cháy chữa cháy. Thì mình mỗi một lần này thì mình rút ra được kinh nghiệm để mình phòng chống, lúc nào trong nhà cũng phải có một cái bình chữa cháy đấy để lúc nào mà xảy ra chuyện gì thì mình biết nối mình xử lý. Sắp xếp hàng hóa, vật tư, phương tiện kinh doanh bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, đó là những việc mà những hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh cần tuân thủ. Có như vậy mới hạn chế được nguy cơ cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của gia đình.